Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang xây dựng nhà máy chế biến chanh dây. Nhằm đáp ứng đủ nguyên liệu phục vụ cho nhà máy chế biến chanh dây hoạt động, ngành chức năng và các địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp để phát triển diện tích trồng mới chanh dây. Theo kế hoạch, trong năm 2024, toàn tỉnh trồng mới 1.000 hecta chanh dây. Diện tích chanh dây đã trồng mới từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn tỉnh là hơn 330 hecta, đạt hơn 33% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, các huyện có diện tích trồng mới hơn 100 hecta là Sa Thầy, Đắc Tô, các huyện trồng mới hơn 30 hecta gồm Con Rẫy, Đắc Hà và thành phố Kon Tum. Các địa phương còn lại trồng từ 10 hecta đến 20 hecta. Hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết như giống cây trồng, vốn, đất đai, vật tư nông nghiệp để triển khai trồng mới chanh dây theo chỉ tiêu của tỉnh giao thực hiện trong năm 2024.